Mình và anh Huy cả ba lần hai anh em đều cùng chung một đội và cả ba lần đội đó đều thua. Các bạn phải nhớ rằng ở vòng này một trong ba bạn sẽ phải ra về. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu hết mình với những thử thách của ban giám khảo đưa ra. Ai trong số các bạn sẽ vào top 5 của vua đầu bếp Việt Nam mùa thứ hai? Đây là một vị trí hết sức quan trọng đối với sự nghiệp theo đuổi ngành ẩm thực của các bạn. Tôi cũng có chút lo lắng là bởi vì cả hai bạn thi cùng tôi đều rất là mạnh. Và bây giờ là đề thi của các bạn. Đề bài của các bạn hôm nay sẽ là một món ăn trên nền tảng của món cuốn lấy cảm hứng từ món chạo tôm xuất xứ từ Huế. Hôm nay chúng ta sẽ làm nên một món ăn với tên gọi cuốn chả mực nướng mía. Cái đề bài hôm nay thực sự là một đề bài rất khó. Đây là một phần thi đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận và tinh tế. Các bạn hãy ném món mẫu. Bánh tráng rồi dán lên bánh cuốn giống như cái món bánh đập của Quảng Nam. Thì đó là một cái món lần đầu tiên tôi ăn. Lần đầu tiên tôi nếm thử. Chạo mực thì thực sự mình chưa làm bao giờ. Mình cũng ăn rất là nhiều chả mực Hạ Long rồi, nhưng mà đấy là một kết cấu khác. Thì chạo mực lần này của chị Oanh nó được nướng, còn cái chả mực Hạ Long thì nó được chiên. Trong cái nhóm của tôi, người mà làm cái món này được ngon nhất thì không ai khác là chị Thủy, bởi vì chị là người rất am hiểu về cái ẩm thực của Việt Nam. Các bạn có 5 phút để lấy nguyên liệu và 90 phút để thực hiện món ăn này. Chúc các bạn may mắn. Thời gian của các bạn bắt đầu. Trong thử thách kỹ năng lần này, các ứng viên sẽ có 5 phút để chọn nguyên liệu, 90 phút để chuẩn bị, nấu và trình bày món cuốn chả mực nướng mía, một trong những món ăn đang được yêu thích trong chuỗi nhà hàng món cuốn mang đậm phong cách Việt Wrap and Roll của giám khảo Kim Oanh. Bột thì tôi lấy bột bánh cuốn, khoảng 2-3 phần bột bánh cuốn thì tôi cho một phần nhỏ của bột gạo vào để trộn chung vào với nhau. Tôi chế mực trước và làm cái hỗn hợp chạo có mực này, thịt heo xay và một chút mỡ phần, một chút cá thác lát. Tôi rất là tự tin tôi sẽ làm được món bánh cuốn đấy, bởi vì tôi có xem công thức cái món bánh cuốn ở trên mạng. 3 chén bột gạo thì 1 chén bột năng, và mỗi chén bột như thế thì sẽ là 3 chén nước. Món cuốn từ lâu đã gắn liền với sự phát triển của ẩm thực Việt Nam. Để có thể làm được một phần chiếc bánh trông có vẻ đơn giản, nhưng thực sự không hề dễ dàng, đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, khéo léo của người thực hiện. Phần bột thì em đã pha xong, mía cũng đã chặt, rau chưa rửa. Cái mía của em đây. Dạ. Ý phải làm cho cái mía nó tròn trịa. Tôi làm cái chạo mực rất là ổn. Tôi làm 2 phần mực, 1 phần giò, rồi có các cái phần mực sắc hạt lựu và mỡ heo tôi giã chung với hành tây. Em pha bột chưa? Dạ em pha rồi ạ. Các bạn lưu ý, còn 60 phút nữa. 60 phút nữa. Thủy cắt thái rất đẹp. Mà bột làm được không? Để đổ mới biết được, nhưng mà thấy của Huy là hơi bị loãng này. Loãng quá hả? Của Huy là hơi bị loãng, của Nhật thì có vẻ vừa phải. Chị Thủy thì chưa thử. Anh này thì lóng ngóng vô cùng. Anh này anh làm mấy cây mía. Anh cây ngắn cây dài xấu quá cơ rồi ạ. Khi lấy ra thì tôi tiến hành đập. Ban đầu thì chưa quen đập nên cầm những cái cục rất là nhỏ đập pẹt nó phát xuống. Sau đó thì đã phải cho dầu vào tay, bôi dầu lên một cái khay và cầm tất cả những chỗ mực đó và đập.
lấy hết sức để đập. Quét chưa? Quét rồi, bỏ tủ lạnh rồi. Đập và đập mực. Quét liên tục chưa? Quét rồi, bây giờ một lát đem ra mới xem đập. Cái lượng mực là quan trọng nhất nhé. Cái lượng mực với cả lượng giò sống mình tính như thế nào? Một phần giò sống, một phần chả cá, ba phần mực xay và hai phần mực kia. Okay, okay. Sắp được rồi đấy. Cái lượng mình pha như thế nào? Lượng tỷ lệ của em là 1:3, một phần mực thì 3 phần giò. Cái quan trọng là bây giờ đổ bánh cuốn làm sao? Cái việc mà lấy cái bánh cuốn ra khỏi cái miếng vải. Đó, nhất là phải để trên cái mặt bằng phẳng. Nhưng ra không thể là dính vào nhau. Chính xác. Kể cả Gordon Ramsay cũng không làm được điều này đâu nhá. Tôi rất nỗ lực về cái phần làm bánh cuốn. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi làm cái bánh cuốn này. Thì thường thường mọi người nghĩ rằng là cái công việc tráng bánh cuốn thì chỉ dành cho phụ nữ. Nhưng hôm nay tôi là một người đàn ông thì tôi cũng có thể tự hào rằng và rất là vui rằng là tôi cũng có thể tráng bánh cuốn như các bạn khác. Chúng ta chỉ còn 30 phút nữa thôi. 30 phút nữa thôi các bạn. Vượt qua thử thách áp lực hôm nay là điều hết sức ý nghĩa đối với bất kỳ ứng viên nào. Tuy nhiên, thử thách trong Vua Đầu Bếp chưa bao giờ là điều đơn giản. Thời gian có thể thiếu, nhưng chỉ cần một chút sai sót trong bất kỳ giai đoạn chế biến nào cũng sẽ khiến cho các ứng viên phải trả một cái giá rất đắt cho sự thiếu sót của mình. Ba mươi phút cuối cùng tôi bắt đầu đổ bánh, thì cứ vừa đổ bánh lại vừa chạy sang hướng chạo mực, rồi chạy sang rửa lại rau, rồi lại chiên các phần kia, nói chung nó lung tung hết cả. Không lấy cái vung đẩy vào, lấy cái chảo đẩy lên. Rồi xong. Các bạn chú ý nhá, chúng ta còn 15 phút nữa. Còn 15 phút nữa là các bạn sẽ hết giờ làm. Các bạn nhanh tay lên, Tôi làm xong chảo tôm, làm xong các cái việc phụ thì tôi quay qua đổ bánh cuốn. Lúc đó thì thời gian không còn bao lâu nữa. Chị Thủy bị lòng bột rồi. Đừng nói để chị ra. Chị không nói nhắc. Chị mà để chị sống sót là chị sẽ kiên mình chứ đấy. Chị không nhắc, đi về đây. Má chị nói về sớm không? Giờ còn 15 phút nữa, chị biết không? Đổ cái bánh cuốn thì bột của tôi loãng quá, không nên hình một cái bánh để mà gỡ ra dễ. Và lúc đấy thì thảm họa bắt đầu. Đổ cái thứ nhất nó bị loãng quá, nó không đông lại. Cái thứ hai cũng vậy, cái thứ ba cũng vậy. Và tôi lúc đấy tôi thực sự hoảng. Các bạn nhanh tay lên, 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa. Thì Thúy làm được không? Chỉ còn không nhiều thời gian, nhưng dường như các ứng viên của chúng ta vẫn chưa thể hoàn thành xong món ăn của mình. Ứng viên Thu Thủy đã mất đi sự bình tĩnh và đang cố gắng làm những chiếc bánh trong những phút cuối cùng.
Bột của chị cho bột gì vào mà nó nhét nhão nhét hả chị? Có thêm một ít bột năng. Chị cho bột năng vào chị là chị chết rồi. Vừa rửa rau rồi vừa chiên vừa vớt ra, chắc phải còn 5-7 phút cuối cùng tôi mới bắt đầu pha nước chấm. Tôi có cắt một chút nhỏ cái chạo mực mình ra và tôi có thử. Thì tôi cảm thấy là cũng đạt được độ giòn, cũng đạt được độ dai và cũng đạt được độ thơm của mực. Thời gian còn ít quá, tôi chưa trang trí, tôi chưa làm xong nước mắm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mất bình tĩnh, cảm thấy luống cuống trong cả cái chặng đường mà tôi đã vượt qua trước đây. Cái bánh này á phải đổ sớm để nhớ có cái accident thì mình còn xử lý. Đây last minute mới đổ chị Thủy á. Chủ quan. Thì chủ quan. Bây giờ không được báo không lớn mình chưa còn chưa pha mắm. Thời gian hết rồi, chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi. Và tôi luống cuống tôi làm. Tôi chỉ kịp mà băm gừng, ớt, tỏi để vào rồi nước mắm, đường, chanh thôi. Một ít dầu mè, nhưng mà khi đổ dầu mè vô thì tôi lúc đấy cũng luống cuống cho nên là đổ hơi nhiều dầu mè một chút. Thì khi tôi nếm lại tôi thấy cái mùi dầu mè nhiều quá, nhưng mà lúc đấy cũng không còn kịp để chữa nữa rồi. Thời gian của các bạn sắp hết. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ.